xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vẽ một cái mẫu bàn tay hình của một cái con chim. Mà không biết con chim này là con chim gì hay các bạn, con bò cặp nông hay con gì mình không có biết. Thì mình vẽ xong rồi các bạn cái gì bình luận bên dưới cho nó là con gì nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ vào mẫu vẽ nha. Ngay cái vị trí này đây các bạn. Rồi ở đây như vậy, mình sẽ dòng qua đây, mình sẽ dòng nhẹ ở đây, rồi xong sau đó mình đưa lên đây, ở đây thì mình đi nhẹ xuống đây, mình đưa lên đây mình sẽ ra được một cái bàn tay của mình như thế này. Mình đầu tiên thì mình chỉ mới có vẽ sơ sơ cái phần của cái tay thôi nha các bạn, vẽ sơ sơ cái phần của cái tay thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ vẽ một cái miếng chỏ nằm đây. Mình mới phát họa lên cái tay thôi. Chỏ nằm đây. Rồi tiếp tục ở đây là ngón giữa nha các bạn, lại ngón giữa. Rồi tiếp tục nữa, kế đây là ngón áp. Và cuối cùng đây là ngón út. Ngón út đây các bạn. Rồi mình phát họa ra cái bàn tay trước nha. Rồi sau khi mình phát họa ra cái bàn tay rồi thì ở đây, từ đây mình sẽ vẽ từ đây lên đây. Đi từ đây lên đây các bạn. Đây lên đây. Đây là cái ngón cái các bạn ha. Ngón cái, nhưng mà trong cái ngón cái này, cái phần ngón cái này mình vẽ nó hơi dài dài ra tí xíu đây các bạn. Giống như là cái cổ các bạn ha. Để mình tưởng tượng mà ha. Rồi ở đây mình sẽ vẽ một cái đường tròn như thế này bạn. Các đường tròn là cái đầu của cái con cái gọi là con gì ta. Con này mình vẽ cho mình không biết gọi nó tên là con gì. Mình có một cái tập là mình biết vẽ thôi, nhưng mình không biết nó là tên con gì hết. Cái mỏ nó bự lắm các bạn, vô trong sở thú mình hay thấy cái con này nè. Rồi mình vẽ một cái mỏ quặp xuống đây. Đó, cái mỏ nó bự lắm các bạn. Rồi ở đây cũng vậy, mình vòng tròn nhẹ đây chứ. Đây đó, cái mỏ nè, cái mỏ nè, cái đầu nó vậy mà cái mỏ nó bự lắm, không biết là cái con gì. Rồi xong ở đây mình sẽ vẽ cái chân của nó đây các bạn ha. Hai cái chân nó đây, cái dài một cái dài đây, cái chân này. Mình chỉnh lại đi, mình cho cái chân nằm từ đây đi, từ ngón út mình đi thẳng ra. Rồi một cái chân nữa kế bên đây mình cho đi thẳng xuống đây các bạn. Rồi sau đó mình vẽ một cái đường thẳng như thế này nha, một đường thẳng. Rồi từ cái đường thẳng này, từ đường thẳng này các bạn, một điểm tâm các bạn xòe ra, các bạn xòe ra. Này mình mới phát họa lên thôi nha các bạn, mình phát họa lên để khi mà mình vẽ nó sẽ dễ các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ đi đường cong này ra cái chân của nó ha. Cái này mình chỉ mới phát họa ra thôi đó. Thì ngồi mình tô lại nữa các bạn nha. Rồi bây giờ thì khi mà mình phát họa ra rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta chuẩn bị tô màu nha. Bây giờ mình sẽ lấy màu đỏ các bạn. Màu đỏ mình cho màu trắng vô, nó sẽ ra màu nhạt như thế này. Rồi xong sau đó mình
pha tiếp thêm miếng màu trắng nữa thì màu nó sẽ nhạt hơn như thế này ha các bạn ha. Rồi sau khi mình pha như vậy xong rồi á thì bắt đầu mình tô lên nha cả nhà. Rồi ok. Về tứ tay nha. Mình tô từng đoạn. Mình vẽ là vậy nhưng mà khi mình sơn lên thì mình sẽ tô từng đoạn nha các bạn. Rồi nó giữa thì nó cao hơn đúng không ạ? Giữa cao hơn. Rồi tiếp tục. Bữa nay chúng ta thay đổi phong cách Hàn Quốc nha cả nhà. Rồi. Phong cách Hàn Quốc thì thường thấy màu nhẹ nhàng đúng không? Rồi tính áp ha. Mình tưởng tượng đây có nhưng mà bị khúc đi ha. Rồi rồi tiếp tục với ngón út. Năm ngón tay xinh. Rồi tới cần cổ nha các bạn. Thì mình tưởng tượng đây là cái lóng tay đi lên đây. Giờ mình lên từ từ nha. Của cái ngón cái nha. Rồi đây là trên cái đầu của ngón cái đây. Đó, tương tự vậy vui lắm các bạn hả, trên đầu ngón cái các bạn. Rồi tới lượt cái đầu của con hạt ha. Con hạt con gì ta, con còn bọ cạp bọ nóng gì thì các bạn nha. Rồi bắt đầu lấy tiếp tục nữa. Nóng chuyên bắt cá à, con này mà hay bắt cá nè, với con mình không biết con này con gì. Rồi trên đầu thì mình sẽ chơi màu nhạt hơn chút nha các bạn, mình cho thêm màu trắng vô. Rồi bắt đầu mình vẽ cái đầu hơi nhạt hơn chút xíu các bạn. Cho đầu nó bự bự ra tí xíu. Rồi trong khi chờ cái đầu nó khô các bạn ha, thì ở dưới này mình sẽ vẽ cái chân của nó các bạn ha. Chân của nó thì mình sẽ cho màu nâu đi các bạn. Phần chân thì mình vẽ màu nâu đi. Cái phần này mình trong nha các bạn, mình nói trong này ha, mình nói trong nha. Đó cái chân nó mình cho hơi nâu nâu nhẹ nhẹ tí xíu thôi. Mình vừa chọn
Rồi sau đó thì ở đây mình vẽ màu đen. Thế mình cũng vẽ một cái đường màu đen xuống. Nhưng ở khúc này mình có nhấn chỗ này chút xíu ngay giữa nữa. Cho nên mình nhấn chút xíu. Rồi bây giờ tiếp tục ha các bạn, ở đây mình sẽ vẽ một cái mỏ ngay đây. Ngay đây nha, đi ra đây. Đi xuống đây nha cả nhà. Cái con này nhiều khi cái mỏ nó cũng nhiều màu lắm nha các bạn. Nhiều màu lắm đó các bạn. Rồi mình lấy một cái màu đậm hơn tí xíu, mình đi phần dưới này. Rồi cái phần ngoài này thì mình đi màu trắng các bạn. Rồi xong, sau khi mình vẽ cái phần này xong ha, thì bây giờ mình sẽ lấy màu đen mình viền cái mỏ lại nha các bạn nha. Mình hơi đè cỡ cho nó hơi dày dày xuống chút xíu, cho nó hơi dày dày chút xíu nha các bạn. Rồi ở đây mình tô màu đen vô, lấn vô mình tô. Rồi ở đây mình sẽ tô lấn màu đen vô đây chút xíu các bạn. Rồi ở đây mình cũng sẽ tô lấn vô đây chút xíu. Rồi ở đây thì nó có cái mũi đen đen nó ngay đây nè các bạn ha, nó ngay đây nè, nó có một cái mũi đen đen ngay cái mũi của nó đó các bạn. Rồi còn trên đầu mình cũng phải tô màu đen nha các bạn, cái phần đầu này là mình cũng phải tô màu đen chút xíu. Rồi sau đó thì mình sẽ tô cái con mắt, mình sẽ tô con mắt đó, mình không có cho màu đen nữa, cho màu đen nó sẽ hơi cứng cứng mẫu. Thì bên trong phần con mắt á, mình sẽ lấy trước khi tô con mắt để mình cho nền này một chút xíu nữa đi các bạn, mình cho thêm màu này hồng hồng này vô nè, mình phối hai màu đậm để cho có cái sự sáng tối nha. Rồi mình tí xíu nha, mình cho thêm phần này đi. Mình tạo thêm độ sáng tối cho mẫu quạt. Cái màu đen này mình vẽ thêm một đường màu trắng nhẹ đây để tạo độ sáng lên các bạn, tạo độ sáng tối lên. Rồi ở những cái chỗ này là mình cũng cho thêm một chút xíu màu trắng rồi. Mình sẽ vẽ con mắt của nó nha các bạn. Để nó có mình vẽ một cái này.
mình chấm mắt nó lại. Rồi xong rồi các bạn, xong mẫu vẽ của mình rồi các bạn. Ngay đây của nó có một chấm đen nữa. Chỗ đây là chỗ cái chỗ hình như nó thở cái gì hả? À, mình cũng biết là cái gì mà mình thấy nó có cái chấm đen ngay đó, mình vẽ ngay nó có chấm đen. Mình ghi chữ Hàn Quốc, chữ hôm nay tiếp đó các bạn ha. Một đường thứ nhất, đường thứ hai, rồi đây xong mẫu vẽ của mình rồi đó nè các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sơn tốt mẫu này nha cả nhà. Đây thôi quá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu các bạn thấy video bot hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc Cẩm nha cả nhà. Và nhớ là đừng có quên nhấn chuông thông báo để theo dõi những clip tiếp theo. Thật là dễ thương, nhiều mẫu dễ thương nữa của mẫu nail Hàn Quốc nha cả nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nè. Bye bye.